Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, giáo phận Vinh thời gian gần đây gặp nhiều sóng gió, từ vụ bê bối chuyển chức cho Hồ Hữu Hòa, cho tới vụ đất đai trại gáo, và giờ thì xôn xao vụ chính quyền xây dựng khu thể thao tại Đền Thánh An Tôn. Đã có nhiều linh mục Việt Nam lên tiếng về hiện trạng tại giáo phận Vinh như cha Martino Nguyễn Bá Thông, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải hay cha Đinh Hữu Thoại. Hôm nay, cha Thông vừa chia sẻ một thông tin vô cùng bất ngờ như sau. Vừa dạy lớp giáo lý tuần 64 về công bằng xã hội, xong thì nhận được tin nhắn này, thật là không công bằng chút nào. Đây là nội dung tin nhắn. Con có việc rất quan trọng báo cho cha. Mấy cha ở tòa giám mục giáo phận Vinh nói, các trong web phản động và trong web chống giáo phận Vinh do cha kích động xúi dục, cha Thoại và cha Khải, cha tôi Phang, tức cha Thắng, sẽ bị cấm giảng và cử hành các bí tích công khai tại các giáo phận Việt Nam. Khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người cho rằng đây chỉ là một tin nhắn từ một người nào đó mạo danh và không đáng tin. Tuy nhiên, cha Thông đã xác minh rằng khi cha viết, cha đã có bằng chứng, kẻo không lại bị chụp mũ, nói xạo. Kính thưa cộng đoàn, những ngày qua, có lẽ giáo phận Vinh là tâm điểm của mọi giáo dân trên khắp cả nước. Nhiều trang mạng Công giáo lên tiếng về việc xây sân thể thao ngay trong đền thánh. Theo trang tin Công giáo 24 giờ đưa tin, hình ảnh hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2023, tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, xã Đoài Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, giáo dân yêu cầu Đức Cha giải quyết vụ việc Linh mục Du Xe Nguyễn Văn Hiệu, quản sứ trại gáo, tự ý cho quân đội xây dựng công trình vui chơi trong khuôn viên linh địa trại gáo, Đền Thánh An Tôn. Có thể nói, từ trước đến nay, chưa bao giờ Giáo phận Vinh xảy ra chuyện đau lòng như này, cho đến thời đại của Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long. Nào là linh mục tự ý bán đất của giáo xứ, rồi vụ linh mục giả Hồ Hữu Hòa. Bấy lâu nay, chúng ta đã quen thuộc với những băng rôn phản đối, nhưng là cho những bất công ở xã hội và đồng hành với những người bị oan sai. Nhưng hôm nay, ngay tại trung tâm mục vụ Vinh, những băng rôn biểu ngữ với nội dung mà không một giáo dân nào mong muốn đã xuất hiện, bởi đâu nên nỗi. Tốt khoe, xấu che, nhiều người vẫn quan niệm như thế. Nhưng với một chuỗi sự kiện đau lòng trong những năm gần đây, cái xấu không còn tự muốn che được nữa, nó đã tự biểu lộ rõ ràng và bành trướng theo nhiều hình dạng khác nhau. Chúng ta không thể nhắm mắt trước sự xuống dốc không phanh như vậy. Sự đồng hóa theo chiều hướng tiêu cực cũng sẽ làm tan nát, không chỉ riêng giáo hội địa phương mà ngay cả chính mỗi người chúng ta. Chúng con thiết nghĩ, Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long cần phải có những khắc phục cần thiết. Nếu bình thường hóa mọi việc như những gì đã xảy ra, thì ắt trong tương lai sẽ xảy ra những câu chuyện đau lòng hơn. Đền Thánh An Tôn trại gáo, giáo phận Vinh là nơi linh thiêng chứ không phải nơi để vui chơi. Nhiều người lương dân cũng như giáo dân trên mọi miền Tổ quốc thấy rõ sự linh thiêng và bình an nhường nào khi đến linh địa trại gáo. Kính thưa cộng đoàn, thêm một nguồn tin khác liên quan đến Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội đang cho sửa bên trong cũng như bên ngoài ngôi nhà tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện đang làm Bệnh viện Đống Đa. Ngày 11 tháng 11 vừa qua, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, bề trên tu viện, chánh xứ giáo xứ Thái Hà đã đại diện cho bà con giáo dân, các tu sĩ trong tu viện gửi đơn khiếu nại khẩn cấp đến các cấp chính quyền thành phố Hà Nội. Sau đây là thư hiệp thông với tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền. Hội Thánh Công giáo Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2023. Dựa vào đơn khiếu nại khẩn cấp ngày 11 tháng 11 năm 2023 của linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội, bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, chánh xứ giáo xứ Thái Hà, tổng giáo phận Hà Nội. Trọng kính cha bề trên, quý cha, quý thầy, quý hội đồng giáo xứ và toàn giáo hữu Thái Hà. Từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, chúng con rất đau buồn khi nghe tin Bệnh viện Đống Đa, Chợ Dừa, Hà Nội của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã bị ban lãnh đạo bệnh viện tự ý cho thợ sửa bên trong và ngoài, không qua trao đổi đồng thuận với ban lãnh đạo của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Hội đồng Giáo xứ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội. Theo đúng nguyên tắc giữa chủ nhân và bên tự ý chiếm đoạt đã sử dụng từ năm 1954 và năm 1975, dù tu viện luôn có đủ giấy tờ hợp pháp để xây dựng tu viện này tại đường Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội từ năm 1928.
Theo thông báo của cha bể trên gửi các tu sĩ trong dòng và đơn khiếu nại khẩn cấp của linh mục Du Xe Nguyễn Văn Hội, bể trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội gửi chính quyền Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2023. Chúng con được biết, giám đốc bệnh viện cùng ban lãnh đạo bệnh viện đã trao đổi với tu viện về việc sửa bệnh viện. Nhưng tu viện đã yêu cầu nhà nước xây bệnh viện mới ở nơi khác vì khu nhà bệnh viện đang sử dụng là được xây để làm tu viện, không thể hợp với chức năng của bệnh viện. Còn chỗ nào thực sự phải sửa ngay như tấm trần hay mảng tường bong chóc rơi vào bệnh nhân hay cát bẩn xuống phòng thì tu viện yêu cầu có văn bản rõ ràng để tu viện sẽ chỉnh lên cấp giáo quyền cao hơn. Nhưng hiện nay, Bệnh viện Đống Đa đang sửa tu viện cũ của dòng Chúa Cứu Thế Quốc tế mà không có văn bản nào gửi cho tu viện. Tu viện hiện nay, nhà nước đang sử dụng làm Bệnh viện Đống Đa là di sản của nhà dòng, không chỉ là vật chất nhưng còn là dấu ấn tinh thần của biết bao thế hệ đi trước. Tu viện sắp kỷ niệm 100 năm, từ năm 1925 đến năm 2025 tại Việt Nam. Dịp này, tu viện sẽ lên tiếng yêu cầu mạnh mẽ hơn chính quyền phải trả lại tu viện cho nhà dòng. Trong đơn khiếu nại khẩn cấp ngày 11 tháng 11 năm 2023, cha Du Xe Nguyễn Văn Hội đã yêu cầu chính quyền Hà Nội phải làm ngay 3 điều. 1. Ngừng tháo dỡ tài sản và trả lại nguyên trạng tu viện cho dòng Chúa Cứu Thế. 2. Xử lý cá nhân và đơn vị ngang nhiên phá hoại tài sản hợp pháp của tu viện. 3. Trả lại tu viện cho dòng Chúa Cứu Thế để tu viện sử dụng vào mục đích tôn giáo. Chúng con xin hoàn toàn ủng hộ cha, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa Kitô Cứu Thế, Chúa Thánh Linh, Đức Mẹ La Vang, Cha Thánh Du Xe, Thánh An Phong Xô, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cộng đoàn Nhà Cha Trên Trời Thiên Quốc luôn chúc lành và phù trợ Hội Thánh Việt Nam, dòng Chúa Cứu Thế, toàn thể giáo xứ Thái Hà, Hà Nội và tất cả hy vọng đức hạnh của chúng ta. Kính chào cha bể trên, quý cha, quý thầy, quý hội đồng giáo xứ và toàn giáo hữu Thái Hà và kính xin tất cả quý vị luôn cầu nguyện nhiều cho anh em chúng con. Xin luôn tạ ơn, hiến thân, hy sinh, hiệp nguyện. Việt Nam, lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2023, đại diện nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, nhà hưu Tổng giáo phận Huế, Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý, nhà hưu Tổng giáo phận Huế. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.